Tôn Thanh Tùng, sinh năm 1991, đến từ Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, viên chức phòng tổ chức hành chính, thông tin tư liệu, trường chính trị, giải nhất hội thi cấp đạt quy khối. Thưa tôi xin phép được chúc sức khỏe toàn thể đồng chí, chúc hội thi chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa đồng chí, đến với hội thi báo cáo viên, tiên chỉ viên giỏi tỉnh Hậu Giang năm 2021, tôi xin phép được lựa chọn chủ đề nâng cao chất lượng nhân lực trong cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Kính thưa đồng chí, cũng như hầu hết quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng luôn xác định nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Có thể thấy rằng Việt Nam chúng ta là nước đi sau để phát triển kinh tế so với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, chúng ta gặp rất nhiều những khó khăn trở ngại trong quá trình phát triển, như là chúng ta trải qua cuộc đấu tranh trong thời kinh pháp trong nước Mỹ, rồi bên cạnh đó chúng ta chịu sự bao vây thắng bận phá hoại các thế lực thù địch. Chính vì vậy thì muốn phát triển kinh tế xã hội và bền vững để thực hiện không hiệu quả thì đại hội nước và hội nhập quốc tế sâu rộng thì đòi hỏi chúng ta phải phát huy tất cả các nguồn lực trong quá trình phát triển. Và một trong những nguồn lực chúng ta xác định là quan trọng nhất, cốt lõi nhất và là lợi nhất, đó chính là nguồn nhân lực. Và xác định rõ vị trí vai trò nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước thì có thể thấy rằng là trong thời gian qua đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh vị trí vai trò nguồn nhân lực và xác định đây là một trong những mục tiêu nội dung và nhiệm vụ quan trọng cũng như là một sự quan trọng. Và trong các nhóm nguồn nhân lực cơ bản của xã hội thì đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh đến nhóm nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước và xác định đây là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng. Vậy thì nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước hiểu như thế nào không chị? Thì kính thưa đồng chí, nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước được chúng ta xác định là đội ngũ cán bộ công chức viên chức, những người công tác trong bộ máy nhà nước. Đây là những người trực tiếp tuyên truyền những chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân, cũng là những người tham gia hoạch định những chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đến nhân dân, làm cầu nối với đảng, nhà nước với nhân dân và giúp cho các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt chức năng lãnh đạo quản lý điều hành các đại diện của xã hội. Và khẳng định vị trí vai trò đặc biệt quan trọng của nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước đối với sự phát triển của đất nước. Thì trong kỳ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của đảng mà chúng ta xác định là cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức, nhất là cán bộ các chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thì đây là một trong những nội dung quan trọng cũng như là chiến lược và phương hướng định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Thì kính thưa các đồng chí, dự quán triển sâu sắc những chủ trương và đường lối chính sách của đảng cũng như là nghị quyết của đảng. Thì là trong văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 và cụ thể là cái nghị quyết chúng ta đề ra. Thì trong nghị quyết chúng ta đưa ra thì chúng ta đưa ra là ba nhiệm vụ, ba chiến lược, chiến lược. Thì trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược này thì chúng ta xác định là cái nhiệm vụ đột phá thứ ba là nhiệm vụ đột phá có ý nghĩa là đảng quan trọng. Và trong nhiệm vụ đột phá thứ ba này chúng ta nêu lên một nội dung rất cốt lõi chính, đó là thu hút và nâng cao chất lượng nguồn lực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất đạo đức đủ năng lực, trình độ tâm lý về sự phát triển của tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Thì đây là cái nhiệm vụ đột phá thứ ba chúng ta đưa ra. Và sau khi chúng ta đưa ra những cái nhiệm vụ đột phá này thì tỉnh cũng sẽ cụ thể hóa một chương trình hành động, và chương trình hành động này được ban hành ngày 9 tháng 8 năm 2021. Đây là chương trình hành động số 50 về việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Và trong cái chương trình hành động này chúng ta đã cụ thể hóa là cần phải xây dựng các đề án phát triển, và một trong những đề án mà chúng ta xác định là ban chấp hành có ý nghĩa là nền tảng nhất đó chính là đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Thì các chị thấy rằng là trong cái đề án phát triển nguồn nhân lực thì tỉnh ủy có lãnh đạo chỉ đạo là trong các nhóm nguồn nhân lực cơ bản của xã hội thì cần phải tập trung vào nhóm nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước bên cạnh các nhóm nguồn nhân lực khác. Và chúng ta biết rằng trong thời gian qua thì kể từ khi thành lập đến nay thì tỉnh Hậu Giang chúng ta cũng đặc biệt quan tâm và nhấn mạnh đến vị trí quan trọng của nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước, và cụ thể là đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh. Thì qua đó chúng ta đánh giá cơ bản như thế này: đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh là có lập trường chính trị vững vàng, thì chúng ta đã trưởng thành và phát triển về số lượng và chất lượng, và cơ bản chúng ta đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của tỉnh mới. Và tính tới cuối năm 2020 thì chúng ta có là tổng số là 17.759 tổng số cán bộ công chức viên chức. Trong đó thì chiếm 2.44% là dân số, là 4.53% là lực lượng lao động của tỉnh.
Về cơ cấu chúng ta thấy là khối đảng nó có 769 người, mà có nhà nước là 16.990 người, con số rất là đông mà cao. Rồi về năng lượng, chất lượng tôi đánh giá qua hai cái khía cạnh. Thứ nhất là về cái chuyên môn, thứ hai là trình độ về lý tưởng chính trị. Về trình độ chuyên môn thì tôi chia ra là sau đại học và cao đẳng. Về trình độ lý tưởng chính trị là cao cấp, trung cấp. Thì về trình độ chuyên môn thì chúng ta có sau đại học là 1.221 người, chiếm là 6.8%. Về trình độ đại học thì chúng ta có 12.557 người, chiếm 7.7%. Và trình độ cao đẳng là chúng ta có 3.919 người, chiếm 22.4%. Rồi về trình độ lý tưởng chính trị chúng ta có cao cấp là 1.475 người, chiếm 8.3%. Về trình độ trung cấp lý tưởng chính trị chúng ta có 3.664 người, chiếm 20.6%. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay tỉnh đang tiếp tục chủ trương đào tạo bồi dưỡng người chuyên môn nghiệp vụ và lý tưởng chính trị đối với cán bộ công chức viên chức chúng ta. Thì qua đó nhằm để nâng cao hơn nữa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý tưởng chính trị và kỹ năng công tác, kỹ năng công vụ để là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và nhìn thấy rằng một điều nhé, đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh Hậu Giang chúng ta hiện nay có tuổi đời của mình trẻ. Thì còn chỉ nhìn trong hội trường là có rất đồng chí, rất nhiều đồng chí trẻ. Thì cái trẻ này tạo chúng ta rất nhiều thuận lợi trong quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Trẻ thì chúng ta có sự nhiệt huyết, sự năng động, sự sáng tạo, sự sức trẻ. Và bên cạnh đó là chúng ta trẻ thì chúng ta cũng có cái điều kiện để chúng ta ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quá trình chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Thì đó thì là thuận lợi rất lớn. Thì về cơ bản thông qua thực hiện công tác thì chúng ta đánh giá được là đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh cũng có lập trường chính trị tương đối vững vàng. Và cơ bản là chúng ta khắc phục những khó khăn hạn chế, cũng như là chúng ta chấp hành tốt các hội quy quy chế của cơ quan đơn vị, và chúng ta khắc phục khó khăn để vượt qua khó khăn để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thì đây là những cái kết quả có được chúng ta thấy là trong thời gian qua cũng như là trong cơ quan nhà nước của Hậu Giang chúng ta đã làm được. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả có được thì đồng chí thấy rằng là nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước của tỉnh cũng còn một số tồn tại hạn chế nhất định. Một số tồn tại hạn chế đó thể hiện các mặt như sau chị. Thứ nhất là số lượng năm nhưng chưa thực sự mạnh, chất lượng chưa đồng đều và thiếu nhiều cán bộ chuyên gia giỏi một số ngành và lĩnh vực đặc thù thế mạnh của tỉnh. Cái này chúng ta phải nhìn nhận mà chúng ta biết rằng là Hậu Giang chúng ta có số lượng đông hơn 16.000 nhưng mà hiện nay là cái chất lượng để chúng ta đánh giá là trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương, từng đơn vị có sự chênh lệch rất lớn. Thậm chí là trong từng cái cơ quan đơn vị của đồng chí có nhiều đồng chí làm việc rất là tốt, năng lực rất là cao, thậm chí là mức độ hoàn thành việc là mức độ xuất sắc rất là tốt nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó là có những trường hợp chúng ta hoàn thành chỉ mức là trung bình hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có những đồng chí là khác biệt chúng ta là chỉ mức là hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ. Thì là cái chất lượng nó trên lệch như thế. Chúng ta thấy rằng là đây là một trong những hạn chế trong thời gian qua. Bên cạnh đó thì có thấy là một số cái chuyên gia giỏi, một số lĩnh vực đồng hành cũng chưa có. Qua cái hội nghị là đánh giá và nâng cao chất lượng nguồn lực của tỉnh thì chúng ta cũng đưa ra một số cái hạn chế này. Trong đó là hạn chế đặc thù thế mạnh của tỉnh ở một số ngành lĩnh vực, các chuyên gia chúng ta cũng thiếu. Ví dụ như là về khoa học công nghệ, kỹ thuật, công nghệ thông tin, một số ngành lĩnh vực công nghệ cao, trong lao động cũng như là một số ngành là nó phát huy được các thế mạnh của Việt Nam thì hiện nay là chưa có các chuyên gia đầu ngành này. Đó thì là cái hạn chế thứ nhất. Cái hạn chế thứ hai là trình độ ngoại ngữ tin học, kỹ năng công vụ của một số cán bộ công chức chưa đáp ứng được đặt ra. Cái này là trình độ ngoại ngữ đâu biết bao nhiêu năm rồi, chúng ta đã nhìn nhận rồi, đây là một trong những cái yếu của một cán bộ công chức viên chức của tỉnh. Nói chung là yếu không phải là yếu lắm chứ đó là hạn chế của một bộ một số bộ phận. Nhưng mà cái trình độ tin học là hiện nay cũng còn. Vậy chúng ta thấy rằng là qua thời điểm vừa rồi khi mà dịch bệnh Covid rồi trên diễn biến phức tạp thì lúc này Thủ tướng Chính phủ ban hành các cái chỉ thị, trong các chỉ thị thì chúng ta yêu cầu là tăng cường làm việc tại nhà và tránh hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Thì lúc này chúng ta phát hiện một vấn đề là có nhiều đồng chí chúng ta là hiện nay là chưa thành thạo về công nghệ thông tin trình độ tin học, thậm chí là có nhiều đồng chí hiện nay là kỹ năng soạn thảo văn bản đơn thuần các chị vẫn còn chưa thành thạo. Như vừa rồi là chương trình Hậu Giang tức là tổ chức đào tạo bồi dưỡng trực tiếp thực hiện được kép, thực hiện là vừa đào tạo bồi dưỡng và vừa thực hiện công tác phòng chống dịch. Thì lúc này là chúng tôi trước khi khai giảng lớp tôi đều là tập quân bồi dưỡng các đồng chí là cái kỹ năng để thao tác và vào lớp. Nhưng mà có nhiều đồng chí là khi mà tập quân rồi thì đến cái một buổi mà lên lớp thì có nhiều đồng chí chúng ta vẫn chưa thao tác được, thậm chí là không vào phòng học được, mà là liên hệ điện thoại với các đồng chí khác và gây rất là phiền toái cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Thì đây là một hạn chế. Rồi là công tác đào tạo sau đại học vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Có nhiều đồng chí ta thì trước đây là có nhu cầu đào tạo sau đại học là theo sở thích cá nhân, theo là theo ý thích của mình, cho nên là yêu cầu như đề nghị cơ quan đơn vị khuyến khích tạo điều kiện cho đi.
tạo điều kiện về thời gian, có thể là tổng lúc kinh phí, nhưng mà các đồng chí ta là có những cái chuyên ngành chúng ta đào tạo không đáp ứng được việc làm. Ví dụ như đồng chí chúng ta là công tác ở thực phẩm là cái con thì chúng ta phải học thạc sĩ quản trị kinh doanh hoặc là cái con, nhưng mà các đồng chí là có sở thích là xây dựng đảng chính quyền nhà nước hoặc là chỉ học cái tiến trị, rồi là những cái chuyên ngành như chủ nghĩa xong học các ngành nghiên lý luận lý luận, cho nên là chúng ta đào tạo xong chúng ta nhận bằng xong thì chúng ta không có ứng dụng những cái kiến thức chúng ta đã học nhiều vào trong quá trình công tác, thì đây là một cái hạn chế. Hạn chế thứ hai, cái hạn chế thứ ba là một bộ phận cán bộ công chức viên chức thiếu tính chuyên nghiệp mà khoa học chưa biết thì năng động sáng tạo trong việc nghiệp vụ. Một số đồng chí chúng ta thì còn cái tỷ lệ luận lệ trách nhiệm, và trong cái nhiệm vụ thì các chị thấy giống như là ta nói vui nhau làm nước chỉ được cho nó có nhiều đồng chí để thực hiện nhiệm vụ thì cứ mà công việc lớn thì làm không làm, không có việc thôi chúng ta cũng là ngại trong tham mưu trong công tác lại kịp thời tham mưu đối với lãnh đạo, thậm chí là cái việc mà lùi học chính trị dần xảy ra chứ, mà lùi học chính trị là một trong những cái sĩ số của chúng ta xác định. Có nhiều đồng chí lạ lắm mà chúng ta đi học chính trị nhưng mà cái nhận thức chúng ta ban đầu là gì, là chúng ta học chúng ta có bằng cấp để chúng ta được quy hoạch tổ nhiệm và đề ra một số điều đó, thì đó là một trong những nhận thức mà chúng ta thấy một số bộ phận cán bộ chính của chúng ta hiện nay vẫn còn có. Theo bản thân tôi nghĩ là tất nhiên là chúng ta xác định cái động cơ hoặc là ban đầu là gì, là chúng ta nâng cao trình độ để tất nhiên là chúng ta góp phần để chúng ta thực hiện nhiệm vụ cơ quan đơn vị có ra hiệu quả. Nhưng mà các đồng chí ta còn cái việc là chúng ta nhận thức hạn chế như thế dẫn đến là trong cái hoạt động còn đó có. Tôi nói vừa rồi là chuyện trên không gian và đào tạo nhiều kiến thức. Tôi biết rằng là cũng có một số đồng chí chúng ta vào lớp học, sau đó là chúng ta tắt micro, tắt cái cam. Và chúng ta làm vậy, chúng ta đi tới đi luôn, thậm chí có nhiều đồng chí tôi biết là có thể thậm chí không còn ngồi trong cái bàn làm việc bàn học luôn. Nó như thế. Ở đây là một trong những cái hạn chế chúng ta thấy là cũng ảnh hưởng được nhiều đến việc nâng cao chất lượng nguồn lực của ta trong thời gian qua. Cái hạn chế thứ tư là lực lượng cán bộ chức viên chức của tỉnh tương đối trẻ, trẻ lớn trong cái ngành đạo lý chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Thì chúng ta đã đánh giá được là cái trẻ là một ưu lợi rất là lớn. Tuy nhiên cái trẻ này cũng dẫn đến một cái hạn chế chúng ta, đó là trẻ chỉ kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý điều hành thì có những vấn đề mà phát sinh thực tiễn, đòi hỏi trong cái quá trình xử lý cần phải có kinh nghiệm thực tiễn, cần phải có một sự đột, cần có sự là kinh nghiệm cũng như là kỹ năng. Thậm chí những vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết nhanh chóng còn lại thì chúng ta chưa kịp thời. Chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái hạn chế. Rồi hạn chế thứ năm là bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa tâm huyết đối với tỉnh, chưa xác định gắn bó lâu dài công hiến cho tỉnh, còn tình trạng nhiễm chất xám số năm lĩnh vực, đó là vì là nhiễm chất xám. Thì cái nhiễm chất xám này là không chỉ riêng một gian chúng ta, cũng không chỉ riêng ở ngoài sông đâu, và thậm chí cả nước thì chúng ta thấy tình trạng nhiễm chất xám cũng diễn ra. Như thống kê vậy, các cái trường học họ tham gia cái chương trình trường Rolovia thì từ năm 2002 thì các đồng chí mà sau khi chúng ta được vô địch thôi thì hầu như là chúng ta đều sống nước ngoài, học tập công tác công việc nước ngoài, chỉ có hai trường hợp duy nhất chúng ta về nước ngoài. Và chúng ta thấy là trên phạm vi cả nước thì vẫn có tình trạng nhiễm chất xám, và đối với Hậu Giang chúng ta thì cái tình trạng này có tôi không chỉ là có chúng ta có tình trạng của nhiễm chất xám. Tức là vậy, các đồng chí ta được đi đào tạo bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ lý lịch trị, sau đó thì có nhiều đồng chí thì không biết là các đồng chí nhận thức thế nào, hay là các gia đình thì các đồng chí bằng cách này cách khác chúng ta muốn xin đến các địa phương khác, thậm chí có nhiều đồng chí bỏ tiền ra, bỏ chi phí ra đền bù chi phí đào tạo để được đến các địa phương khác thì gây ra tình trạng này. Thì đây là những cái hạn chế đối với nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước của thời gian trong thời gian qua. Thì từ những cái hạn chế này chúng ta thấy là xuất phát rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên thì đây tôi đề cập một số nguyên nhân cơ bản như sau. Thứ nhất là nhận thức của một số cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thì vị trí vai trò nguồn nhân lực trong cơ quan nước chưa đều, dẫn đến là trong công tác đào tạo bồi dưỡng công tác đề và chủ nhiệm sử dụng bố trí cán bộ chưa hợp lý, đặc biệt là thực hiện chế độ chính sách. Và từ cái chế độ chính sách này nó ảnh hưởng rất là lớn về chuyện chính sách. Một cái nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là một phần cán bộ công chức viên chức còn kiểu tư duy tư duy có một số tệ, tức là ở đây là có nhiều đồng chí là cứ nghĩ rằng là chúng ta vào bộ máy nhà nước thì chúng ta công tác như thế nào cũng được, làm tốt cũng được, làm không tốt cũng được, thậm chí được hoàn thành nhiệm vụ thì không hoàn thành nhiệm vụ cũng được, cũng không ai ngoài chúng ta đâu mà anh cứ nghĩ như thế, cho nên là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn là chúng ta cứ mãi lây quay để chúng ta thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thôi, chúng ta chưa có mang cái chất đột phá trong thực hiện nhiệm vụ cũng như là chưa có những cái tham mưu đột phá kịp thời đối với một số phần cán bộ công chức viên chức của chúng ta. Rồi cái thứ ba là các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh chưa đủ mạnh, hấp dẫn trong việc trọng dụng thu hút đại nguồn nhân lực của chuyên môn cao.
À, mặc dù là chúng ta thấy trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã có những cái giải pháp mà cụ thể và những cái việc chúng ta thu hút cộng đồng ưu đãi đó của những người chúng ta cũng đã được thực hiện để có những điểm sáng. Tuy nhiên thì nhìn thấy một điều rằng so với mặt bằng chung cả nước và mặt bằng chung của các tỉnh, các thành phố đồng bằng của đồng bằng sông Cửu Long thì chúng ta cũng chưa bằng. Cho nên đây cũng là một trong những cái tình trạng mà chúng ta thấy chưa có thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác. Rồi cái nguyên nhân hạn chế thứ tư là công tác cơ cấu sắp xếp quy hoạch đào tạo bồi dưỡng lương chuyển thì bất cập, việc đánh giá chất lượng hiệu quả sau đào tạo lại chưa được thực hiện thường xuyên nghiêm túc. Đặc biệt là cái công tác đánh giá và chất lượng hiệu quả sau đào tạo chúng ta đã có làm rồi mà, thì chúng ta cũng đã có nghiên cứu nhưng mà cái việc thực hiện lại chưa thường xuyên. Đặc biệt là chúng ta chưa làm rõ được là các cán bộ chúng ta sau khi được đào tạo và trước khi được đào tạo là cái kết quả và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Coi là đồng chí chúng ta là có thực hiện tốt không? Trước khi đào tạo hay là thực hiện cái kết quả nó không bằng những chúng ta được khi đào tạo và chưa đi đào tạo, thì chúng ta có một giải pháp định hướng cụ thể và chúng ta có đề án chiến lược để chúng ta thực hiện tốt công tác đào tạo nhiều. Rồi thứ năm là công tác kiểm tra giám sát một số ngành ở lĩnh vực địa phương chưa được quan tâm thực hiện tốt. Thì kính thưa đồng chí, thì xuất phát từ những cái hạn chế và nguyên nhân hạn chế thì chúng ta đặt ra một số yêu cầu quan trọng trong thời gian tới để thực hiện tốt như sau. Đối với việc nâng cao chất lượng công tác quản lý thứ nhất là cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức đạt điểm về năng lực trí tuệ, đặc biệt là về trình độ chuyên môn nghiệp vụ về lý luận chính trị, kỹ năng công tác, kỹ năng về tinh thần ngoại ngữ. Hiện nay chúng ta đang dành trong quá trình hội nhập rồi thì chúng ta nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức của tỉnh. Rồi cái thứ hai là xây dựng lộ trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, trong đó là chúng ta từng cơ quan đơn vị từng ngành lĩnh vực địa phương chúng ta phải rà soát những cái chuyên ngành nào chuyên môn về lĩnh vực nào còn thiếu để chúng ta đưa điều vào tránh đào tạo hoặc dàn trải theo những nhu cầu cá nhân sở thích cá nhân thì nó phải khó. Cái thứ ba là bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong công tác bố trí thì chúng ta phải sắp xếp bố trí một cách hợp lý về đúng thị trường, đúng chuyên môn của đào tạo, đúng tình của đào tạo, tránh trường hợp chúng ta bố trí sai ngành. Ví dụ đồng chí chúng ta là như bản thân tôi là học chuyên môn là xây dựng đảng chính quyền nước mà bố trí về làm kế toán khu ủy thì đồng chí thấy là khó không, đôi khi là ảnh hưởng đến chất lượng công việc rất là lớn. Cho nên là đây là những cái nhu cầu đặt ra đối với việc chúng ta nâng cao chất lượng nguồn lực trong cơ quan nhà nước trong thời gian tới. Thì kính thưa các đồng chí, nhằm để khắc phục những tồn tại hạn chế vừa nêu cũng như là chúng ta phát huy những nguồn lực và chúng ta đáp ứng những nhu cầu đặt ra trong tình hình mới thì đòi hỏi chúng ta thực hiện đồng bộ các giải pháp tới việc nâng cao chất lượng nguồn lực trong cơ quan nhà nước tỉnh. Thì ở đây tôi xin hẳn khách đưa ra một số giải pháp của bản thân để chúng ta nghiên cứu. Thứ nhất là nâng cao nhận thức của một số các quỹ đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội về vị trí vai trò nguồn nhân lực trong cơ quan nhà nước. Từ đó thì chúng ta quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác quy hoạch bổ nhiệm, bên cạnh đó thì chúng ta sắp xếp bố trí hợp lý và có những chế độ chính sách để giúp cho chúng ta. Đó là cái giải pháp theo nghĩa là giải pháp nó căn bản nhất đầu tiên. Cái giải pháp thứ hai là đa dạng các phương thức hình thức nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tìm cho cán bộ. Thì trong thời gian qua thì chúng ta đã thực hiện rất tốt công tác tuyển dụng tuyển chọn qua các cái phương thức như là xét tuyển thi tuyển và đặc biệt là cái phương châm chúng ta đưa ra là công bằng dân chủ công khai minh bạch thì chúng ta thực hiện rất tốt. Nhưng mà để tốt hơn nữa thì chúng ta nên làm tốt công tác từ cái khâu mà thông báo yêu sinh hoặc là thông báo là tổ chức thi tuyển đến các đơn vị, các địa phương, các trường học, các cái trường đại học học viện, những cái trường mà chúng ta thấy là có cái uy tín để chúng ta có thể thông báo để từ đó thì lực lượng sinh viên đây, học viên đây họ có thông tin để họ biết rằng học viên chúng ta đang cần cái chuyên ngành này, cái lĩnh vực này để họ có thể tham gia thi tuyển xét tuyển để chúng ta nâng cao những cái chất lượng nguồn nhân lực đầu vào của mình đối với lực lượng cán bộ chuyên viên chức. Cái thứ hai là đối với công tác tuyển chọn thì ở đây là chúng ta lưu ý công tác tuyển chọn các bộ là hợp lý. Nó vừa rồi là chúng ta tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở của tỉnh Hậu Giang và đây là một trong những điểm sáng chúng ta thực hiện thí điểm trên thực tế vậy. Cái kết quả mang lại rất là khả quan, chúng ta đã lựa chọn được người đứng đầu có năng lực trình độ của trí tuệ, đặc biệt là xây dựng được cái đề án phát triển của chiến lược phát triển của cơ quan đơn vị thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái điểm sáng và trong thời gian tới để nâng cao chất lượng nguồn lực cho cơ quan nhà nước của tỉnh hơn nữa thì theo tôi nghĩ là chúng ta cần thực hiện tốt hơn cái việc mà tổ chức thi tuyển lãnh đạo cấp sở, thậm chí là thi tuyển lãnh đạo cấp phòng thì đó là những giải pháp mà chúng ta có thể thực hiện được. Cái thứ ba là rà soát đánh giá chất lượng và xây dựng kế hoạch sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức viên chức phù hợp với chức năng, trong đó là chúng ta phải rà soát từng cơ quan đơn vị, rà soát các chức năng
thì chúng ta sắp xếp theo đúng chi ngành, đúng năng lực sở trường. Nhân trường hợp là bố trí trái chi ngành hoặc năng lực sở trường thì không phát huy được hiệu quả cái năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức chúng ta. Rồi đẩy mạnh và đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức gắn với quy hoạch vị trí việc làm. Trên cơ sở là chúng ta cần những vị trí việc làm thì cơ quan đơn vị rà soát và chúng ta có nhu cầu chúng ta đưa đi vào bồi dưỡng đối với những chi ngành chúng ta có thể để bù đắp vào những cái vị trí thích hợp để chúng ta sẽ nâng cao được cái năng lực hiệu quả chất lượng hoạt động của cơ quan đơn vị chúng ta. Cái giải pháp tiếp theo là thực hiện tốt đổi mới công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý. Trong đó thì chúng ta có thể là thực hiện đa dạng hóa và đa dạng các đối tượng. Đặc biệt là nếu như việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý và có thể là thực hiện đa dạng về thời gian, ví dụ như là dài hạn hay ngắn hạn. Và thậm chí là trong cái việc mà lựa chọn các lãnh đạo quản lý để luân chuyển thì chúng ta cũng lưu ý về đối tượng và thậm chí là về cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ lý lịch chính trị. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là đối với cái cơ cấu thì có thể là luân chuyển đối với những cái các bộ lãnh đạo quản lý của chúng ta vậy, để từ đó thì chúng ta nâng cao được cái đức tiện của chúng ta. Để về cơ quan đơn vị chúng ta có thể sau thời gian luân chuyển chúng ta nâng cao được cái đức tiện và trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành chúng ta sẽ hiệu quả hơn, sẽ có chất lượng hơn. Rồi cái giải pháp tiếp theo là tăng cường các đánh giá kiểm tra giám sát về năng lực đạo đức tác phong để người làm việc của cán bộ công chức viên chức. Trong đó thì chúng ta lưu ý là đánh giá kiểm tra giám sát về thường xuyên và định kỳ trước khi giao việc, trong khi thực hiện nhiệm vụ và sau khi thực hiện nhiệm vụ chúng ta cần phải có một sự đánh giá thì bao nhiêu khách quan và đánh giá một cách là sâu sắc. Rồi cái tiếp theo là động viên khen thưởng kịp thời cán bộ công chức viên chức có thành tích xuất sắc điển hình tiên tiến. Trong đó thì chúng ta phải cần phải xây dựng môi trường làm việc dân chủ thân thiện tích cực thống nhất cộng đồng để phát huy được cái sức để năng động sáng tạo của cán bộ công chức viên chức chúng ta. Và cái giải pháp tiếp theo giải pháp thứ bảy là thực hiện tốt các chính sách trọng dụng thu hút đại hội người có trình độ cao chuyên môn sâu các chuyên gia lĩnh vực các chuyên gia trong các lĩnh vực quan trọng là tăng cường hiệu quả. Và cái thứ tám cái thứ cuối cùng là đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đặc biệt là cơ sở uy tín chất lượng cao, để từ đó thì chúng ta có thể là đưa các bộ công chức viên chức chúng ta đi đào tạo nhiều và chúng ta bù đắp vào những cái chuyên ngành lĩnh vực chúng ta còn thiếu. Đối với là các cơ sở đào tạo uy tín thì tôi nghĩ rằng là hiện nay chúng ta xác định một số cái chuyên ngành chúng ta còn thiếu, ví dụ như là khoa học kỹ thuật và ngành thông tin. Đó thì chúng ta có thể liên kết với các trường đại học học viện của uy tín để chúng ta đào tạo. Đó thì đây là những cái giải pháp mà tôi nghĩ là chúng ta có thể là thực hiện đồng bộ những cái này, có thể là thực hiện được tốt để nâng cao chất lượng nguồn lực trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Thì kính thưa các đồng chí, thì dưới góc độ là một giảng viên của trường Thời Gian, thì theo tôi nghĩ rằng là trường Thời Gian cũng là một trong những cái đơn vị cũng có trách nhiệm trong việc là chúng ta nâng cao chất lượng nguồn lực của tỉnh. Qua đó thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới trường Thời Gian cũng cần có quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng. Bên cạnh đó là thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức của nhà trường và thực hiện một cái nhiệm vụ quan trọng là đổi mới nội dung phương thức đào tạo bồi dưỡng rồi liên kết và có sự phối hợp sâu sắc cũng như là có thường xuyên trao đổi các cái ngành địa phương lĩnh vực trong công tác đánh giá sau đào tạo cũng như là đánh giá trong quá trình đào tạo. Thì đó là những cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng là trường Thời Gian trong cái thực hiện trong thời gian tới để chúng tôi có thể nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng của tỉnh. Riêng đối với bản thân tôi thì cái việc mà bản thân tôi nghĩ là cần phải làm nhiều hơn là đối với việc mà cần phải nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền thuyết phục đối với các đồng chí có thể là các đồng chí học viên mà bên cạnh đó là nâng cao cái trình độ qua việc học tập đào tạo bồi dưỡng thân phận. Rồi là đối với bản thân tôi thì tôi cũng nghĩ rằng là một trong những cái giải pháp quan trọng đối với từng cá nhân các đồng chí các bộ đảng viên công chức viên chức đó là chúng ta phải phát huy được tinh thần tự chủ tự giác và chúng ta phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đó là những giải pháp căn bản nhất theo tôi nghĩ là chúng ta có thể là đóng góp cho cơ quan đơn vị địa phương ngành của chúng ta trong thực hiện chính trị nhiệm vụ quốc gia. Thì kính thưa đồng chí, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà nâng cao chất lượng nguồn lực của tỉnh là một trong những cái lộ trình thực hiện rất là lâu dài. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải thực hiện không phải là một số chiều mà có thể là cả nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ, ba nhiệm kỳ. Tuy nhiên thì cái việc nâng cao chất lượng nguồn lực thì theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp như trên. Đây sẽ là những cơ sở quan trọng để chúng ta góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực của tỉnh trong thời gian tới. Và đặc biệt là chúng ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thì kính thưa đồng chí, thì vừa rồi là phần trình bày của bản thân tôi đối với cái chuyên đề hôm nay. Cuối cùng thì cũng xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí. Và một lần nữa thì xin chúc hội thi chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn các đồng chí.
Xin chúc mừng thí sinh Tô Thanh Tùng vừa trình bày xong phần thi của mình rất là sát thực tế ạ. Tiếp theo xin mời đồng chí sẽ nghe câu hỏi từ ban giám khảo. Trước hết thì tôi xin được thí sinh hoàn thành xong cái phần thi tiếng Việt. Sau đây thì thí sinh lắng nghe câu hỏi. Trong đề cương và trong các phần trình bày, thí sinh có đề cập đến tình trạng thoái hóa khớp xương. Vậy thì theo thí sinh, vấn đề thoái hóa khớp xương, tức là theo thí sinh thì thoái hóa khớp xương là gì? Và theo thí sinh là cần phải đề xuất những giải pháp gì để tập trung những hành vi để nhằm khắc phục tình trạng thoái hóa khớp xương này? Cảm ơn giám khảo. Trước tiên thì cũng xin cảm ơn câu trả lời rất là hay của giám khảo xung quanh với chủ đề mà hôm nay bản thân có nghiên cứu về trình bày đồng chí. Thì theo các đồng chí thì đối với cái nội dung mà đồng chí giám khảo đưa ra là giải pháp chính xác là gì? Thì theo bản thân em suy nghĩ là giải pháp chính xác là một trong những cái hiện tượng mà di chuyển của nguồn nhân lực cũng như người lao động có chuyên môn cao, tay nghề cao từ nơi này sang nơi khác. Và trong phạm vi quốc tế thì có thể là từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong phạm vi quốc gia thì có thể là từ vùng này sang vùng khác, địa phương này sang địa phương khác, và tỉnh này sang tỉnh khác. Thậm chí là trong các lĩnh vực kinh tế, các doanh nghiệp thì có thể từ doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, và tổ chức doanh nghiệp này sang tổ chức doanh nghiệp khác. Thì đó là theo cái nghĩ của em về cái giải pháp chính xác. Về những giải pháp căn bản để chúng ta khắc phục giải pháp chính xác thì theo em nghĩ rằng là chúng ta cần phải thực hiện đồng bộ rất nhiều giải pháp. Tuy nhiên thì có thể tập trung một số giải pháp sau đây. Thứ nhất thì chúng ta cần nâng cao nhận thức của các vị đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và nhân dân về vị trí vai trò của nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng một chiến lược phát triển. Ở đây chúng ta không phải là chúng ta xác định là chỉ là một trong giải pháp nhất thời, mà chúng ta cần phải có một chiến lược, tức là trong cái dây chuyền của quy trình có thực hiện là phải có từ công tác tuyển chọn, công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác bố trí để chúng ta sử dụng hợp lý. Bên cạnh đó là một trong những yếu tố mà các đồng chí chúng ta ngồi đây cũng quan tâm, đó là thực hiện các chế độ chính sách lương thưởng lắm. Rồi bên cạnh đó chúng ta cần có một cái việc chúng ta đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ ta có nguồn có cái trình độ cao để chúng ta đáp ứng yêu cầu đào tạo của cán bộ chúng ta. Và một cái điều quan trọng là chúng ta cần phải có cái môi trường làm việc tích cực, dân chủ, thống nhất, đoàn kết. Lý do là chúng ta thấy là trong thời gian qua có nhiều đồng chí chúng ta là trong quá trình làm việc cảm thấy rất là gò bó, cho nên gò bó dẫn đến cái tình trạng các đồng chí chúng ta khác nhau như là chúng ta chưa giải quyết được công việc. Rồi bên cạnh đó là đối với người lao động thì chúng ta cần phải có một cái sự quan tâm bảo vệ, như là chúng ta nói về cái bộ chính trị đó bạn, đó là bảo vệ các bộ sáu giám, giám nghĩ, giám làm, giám chịu trách nhiệm, giám nói, giám đột phá sáng tạo, giám để khắc phục những khó khăn. Thì chúng ta thấy rằng đây là một trong những cái giải pháp tôi nghĩ là một cái căn bản. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc chúng ta thực hiện các giải pháp đó thì một trong những giải pháp quan trọng nhất là từ trong nhận thức đồng chí, chúng ta phải xác định rằng là sự gắn bó đối với tỉnh là một trong những cái nghĩa vụ cũng như là quyền lợi thiêng liêng của ta. Cho nên là chúng ta phải là gắn bó với tỉnh để chúng ta đóng góp về những cái chuyên môn, trình độ, kỹ năng của ta. Chúng ta được tỉnh đưa đi đào tạo và tỉnh là bộ kinh phí đào tạo thì trách nhiệm của ta về lợi ích cá nhân thì chúng ta phải quan tâm, nhưng mà lợi ích tập thể là cái cốt lõi nhất. Thì nói tôi nghĩ rằng là như thế, một số giải pháp em phải như thế. Thì cảm ơn các giám khảo.